Em sửa nhà 8 năm, 80% người Việt Nam sử dụng. Khi mà một khách hàng muốn lắp đèn sưởi làm âm trần thì những loại trần nào mới lắp đặt được đèn sưởi này ạ? Xin cảm ơn các bạn. Để lắp một chiếc đèn sưởi âm trần 4 bóng thì trần của chúng ta phải là trần giả, có nghĩa là trần thạch cao, trần nhựa và trần nhôm. Và khoảng cách từ trần giả cho đến trần thật bê tông thì sẽ khoảng cách sẽ phải là lớn hơn 22 cm. Khi chúng ta lắp đặt đèn sưởi làm âm trần 4 bóng thì cần phải chuẩn bị những loại vật dụng như thế nào ạ? Thực ra lắp đèn sưởi 4 bóng âm trần thì cũng rất đơn giản, bởi vì là phụ kiện đi theo đèn là đã rất là đầy đủ. Chúng ta chỉ cần khoét một lỗ kích thước là 290x290cm ở trên trần là chúng ta đã có thể thao tác lắp đèn được rồi. Và ở đây là anh có 3 bộ tấm bộ phỏng cho đèn sưởi đúng không ạ? Vâng, tấm trần giả này là tấm gỗ đúng không ạ? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng và lắp đèn sưởi làm âm trần các bạn nhé. Xin mời anh ạ. Bây giờ tôi sẽ mô phỏng việc lắp một chiếc đèn sưởi âm trần. Ở đây tôi đã chuẩn bị một tấm gỗ đã được khoét một lỗ kích thước là 290x290. Như các bạn đã thấy. Bây giờ thao tác đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là tháo bóng ra. Tất cả bóng ở đây đều là bóng đuôi xoáy nên là việc tháo lắp rất là dễ, rất là đơn giản. Tức là khách hàng ở đây có thể lắp ở nhà được đúng không ạ? Có thể tự lắp được. Chúng ta tháo bóng ra như này để lắp đặt khỏi bị vỡ do mình va đập. Bóng đây là bóng thủy tinh và tráng chứ không nhân tạo đúng không ạ? Đúng rồi, và công suất là 275W một bóng. Tức là công suất của đèn sẽ là hơn 1000W. Tức là cái lực tráng này sẽ giúp cho đèn trông tròn. Đúng rồi. Sau khi đã tháo bóng xong thì chúng ta sẽ tiến hành tháo mặt của đèn này ra. Ở đây như các bạn đã thấy là ở bốn góc là có bốn lò xo để giữ trước mặt của đèn. Bây giờ chúng ta sẽ tháo lò xo ra và sẽ nhấc phần mặt này ra, rất là dễ dàng. Đèn này là cái mặt này là chất liệu gì đây? Đây là hợp kim nhôm. Tức là chống gì đúng không? Chống gì và chống bị cháy. Sau khi đã tháo bóng và tháo mặt xong thì trong đèn chúng ta sẽ như thế này. Ở đây các bạn sẽ thấy là tại bốn cạnh của đèn là có bốn lẫy kim loại để giúp giữ đèn trên trần. Khi đã tháo được mặt đèn và bóng đèn thì các bạn sẽ đẩy phần đèn này lên trên trần và chúng ta sẽ phải kéo bốn lẫy này vào và đẩy đèn lên. Đây như các bạn quan sát là khi mà chúng ta đã lắp được đèn lên trên trần thì nhìn từ phía dưới lên nó sẽ như thế này. Tức là chỉ lộ ra phần bóng thôi đúng không ạ? Lộ ra phần bóng và phần mặt đèn thôi. Trông rất là gọn. Tất cả là dây nguồn và bộ nhận của đèn thì sẽ ở hết trên trần. Tức là nhìn phòng tắm khá là tích đúng không? Đúng rồi, nhìn nó thẩm mỹ là rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp mặt đèn và bóng đèn lại. Trường khoảng 30 phút. Khá là nhanh đúng không? Đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ lắp vào xo vào.
Thế đây là đèn có bóng đèn chiếu sáng đúng không ạ? Đúng. Có 4 bóng đèn sưởi và 1 bóng chiếu sáng. Bóng chiếu sáng, bóng đèn sưởi thì có 200 sau khi đã lắp xong thì nhìn từ phía dưới lên, dạ, chúng ta sẽ thấy là đèn nó sẽ là như thế này, vâng, trông rất là đẹp, vâng, rất là ngon. Vâng. Các bạn lưu ý là ở đây đèn nó có thêm một chức năng nữa là hút gió, và đây là chính là ống thông gió. Vâng. Chúng ta sẽ đấu nối vào hộp kỹ thuật. Thông gió này giúp cho đèn tắm của mình luôn sạch sẽ luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thấy mùa đông thì thường đèn nhà khá là mưa và nôn. Đúng rồi. Nó sẽ thay gần như là thay thế chiếc quạt hút mùi ở trong phòng tắm của mình. Thông thường cái đèn một bóng này lắp trong những phòng tắm có diện tích bao nhiêu vậy? Thường là 6m2 là chúng ta trở lên là chúng ta sẽ lắp và đúng bóng như thế này để đảm bảo được là sẽ được sưởi ấm. Bây giờ mình sẽ cắm thử điện để cho các bạn xem. Đây sẽ là đây là bóng chiếu sáng. Ở đây sẽ có hai hít này, hít một hít hai sẽ là hai bóng chéo nhau như thế này, tùy theo là nhiệt độ ở trong phòng như thế nào để cho chúng ta dùng cho thích hợp. Tức là nếu nhiệt độ ngoài trời ấm thì có thể bật hai bóng thôi, còn nhiệt độ lạnh thì không. Đúng rồi. Và đây sẽ là chức năng quạt thông gió. Em cảm nhận thấy gió đang thổi ra rất mạnh. Đúng rồi. Tức là cái kiểu chiếu sáng này thì sẽ giúp, tức là có bốn công tắc không? Có bốn trên điều khiển đã có bốn công tắc được hướng dẫn này và sử dụng rất là dễ dàng. Như vậy là mình đã hướng dẫn mình đã mô phỏng xong quá trình lắp một chiếc đèn sưởi âm trần cũng có. Các bạn có thể tham khảo và tự lắp cho gia đình mình một chiếc đèn như vậy. Cảm ơn thầy với những thông tin.